Ok, hello mọi người và xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video mới này của mình. Ngày hôm nay thì mình muốn có một món đồ mà mình muốn show cho mọi người. Mình muốn giới thiệu, unboxing, review và một chút tâm sự về cái món đồ đấy. Bởi vì là thực sự là đối với mình ấy, thì cái món đồ đấy nó rất là tâm huyết. Và nó là một cái ước mơ của mình cách đây 4 năm. Không nói nhiều với cả các bạn nữa. Đó chính là một chiếc máy sấy tóc Dyson Sonic Supersonic. Đây là một chiếc máy sấy tóc. Có thể nói là ở cái thời điểm hiện tại, có thể nói đây là một chiếc máy sấy tóc đắt nhất. Ở những cái máy sấy nào mà đắt hơn cái máy sấy này thì mình chưa thấy. Thì đây là một cái mẫu máy sấy mà mình, cái này là cái thứ hai rồi, cái đầu tiên ấy mình mua ấy dính phải cái hàng fake. Và ở cái video này thì sẽ chia ra làm 3 phần. Phần đầu tiên sẽ là unboxing cho mọi người về cái máy này. Ở phần thứ hai sẽ là giới thiệu. Phần thứ ba sẽ là tâm sự với mọi người là tại sao mình lại có cái máy sấy này, mình lại bỏ tiền mua cái máy sấy này. Và phần thứ tư là sẽ chỉ cho mọi người giữa phân biệt giữa fake và real của cái máy sấy Dyson Supersonic này nó như thế nào. Bởi vì là nó fake thực sự rất là tinh xảo luôn. Trên tay mình đây là một chiếc hộp box custom mới của Dyson Sonic. Mình không biết là những cái đóng gói trước của họ như nào, nhưng mà ở cái đóng gói ở cái bản mình đang cầm ở trên tay này, đây là bản mới nhất, là bản HD03. Nó có 3 bản, bao gồm từ HD01, 02 và 03. Thì bản mình là bản mới nhất HD03. Màu là màu giống như xếp tùng luôn. Đây là một cái box giấy bình thường thôi, không có gì cả. Thì bây giờ thì mình sẽ unboxing cho mọi người xem bên trong, để xem rõ hơn về bên trong của nó sẽ như nào. Thì đây, thực ra là cái máy sấy này hôm nay mình đã bóc seal rồi, mình còn giữ nguyên seal để mình lấy cho các bạn xem cái seal của nó. Đây là cái seal của nó. Và đây là cái seal của cái máy sấy Dyson Supersonic này. Chúng ta chỉ cần lồng vào như này thôi là đây là một cái seal của máy sấy. Ok, đây lồng vào như này. À được. Nhưng mà mình đã bóc ra để mình test thử rồi, thế là đã không còn nó nữa. Thì đây là một cái packing hoàn toàn mới của Dyson. Ở đây chúng ta sẽ có chữ là Dyson Supersonic. Và đây là cái máy sấy chính. Và bên trong chúng ta sẽ tặng kèm là bao gồm là 4 đầu sấy. Ở cái bản HD02 và 01 ý, thì chúng ta chỉ có bao gồm là 3 đầu sấy thôi. Và chúng ta có một cái đầu là một đầu gió to, một đầu gió nhỏ. Và một cái đầu dành cho những cái chị em phụ nữ hay dùng. Và những bạn nào để kiểu tóc con sâu ấy thì phải. Còn một kiểu tóc này nữa này, một cái kiểu mà packing hoàn toàn mới này mình không biết nó là cái gì. Đây là cái series của cái con máy sấy Dyson Supersonic này. Đây là toàn cảnh cái box hộp, đằng sau sẽ ghi tất cả những cái thông tin cần thiết về con máy sấy này. Đã có những cái chú thích của những cái từng những cái chức năng của cái máy sấy này ở đây. Ok, bây giờ mình sẽ mở nó ra. Yeah, hình như là nếu như mình không nhầm thì ở cái bản mới này thì họ có đóng vào hộp cắt tông và sử dụng rất hạn chế sử dụng ni lông ấy. Bởi vì là chắc là cũng một phần bảo vệ môi trường, một phần bảo vệ cho thiên nhiên. Ok, để chi tiết hơn thì mình sẽ quay lên cam trước và mở cho mọi người xem về cái máy sấy này. Đây là cái code của nó này. Ok, đây là những cái thông tin 2,2 cân về cái packing của nó. Còn cái máy sấy không thì nó rất là nhẹ. Xin trân trọng giới thiệu với mọi người, đây là chiếc Dyson Supersonic ước mơ của mình cách đây 4 năm trước và bây giờ mình đã thực hiện được nó. Thì ở trong cái packing này của họ thì họ làm cũng rất là đơn giản thôi. Đây là sách hướng dẫn sử dụng, Hello Dyson gì đó, ok. Ở đây là cái thành phần chính của chúng ta, đây là một cái đầu lọc và một cái đầu sấy ốp vào. Đây là cái đầu sấy nhỏ này. Đó. Và đây là một cái đầu sấy to dành cho những bạn nào muốn đánh nhanh thắng nhanh, nó nhanh gọn ấy. Các bạn biết cái này công dụng để làm gì không? Để lót chiếc máy sấy của các bạn, khi mà các bạn để ở sàn như này thì nó sẽ không hề bị xước. Ở những cái detail họ làm rất là tốt này, có chữ Dyson ở đây, không biết là các bạn có thể thấy được không? Có một chữ Dyson khá là nhỏ. Và một cái đầu sấy này nữa, thực sự thì mình không biết, không hiểu được cái công dụng của cái đầu sấy này là như thế nào cơ. Mình không hiểu cho lắm. Nhưng mình sẽ cố gắng tìm hiểu và giới thiệu với cả mọi người về cái đầu sấy này. Và vừa rồi thì mình cũng đã show cho mọi người chi tiết về chiếc máy sấy. Bây giờ thì mình sẽ lấy từng thành phần của nó ra. Đây là bên trong chúng ta packing đóng gói khá là hoàn hảo. Đầu lọc, đầu sấy. Đầu sấy.
vẫn là đầu sấy, tấm lót để có thể trải ra trên mặt bàn khi mà nó bị xước, vô cùng là detail, vô cùng là quái dị nhưng mà lại rất là chu đáo, quan tâm đến người dùng. Và đây là thành phần chính của chúng ta, là một chiếc máy sấy Dyson Supersonic. Holy fuck, các bạn phải cầm cái máy sấy này trên tay thì các bạn mới thấy được cái độ đẹp của cái máy sấy này và cái độ hoàn thiện của nó, rất là chất lượng. Công dụng của một chiếc máy sấy ấy đơn giản cũng chỉ là để sấy tóc, nhưng mà thiết kế khá là nhẹ, cầm thế này mình nghĩ là nó sẽ không bị mỏi đâu. Bây giờ thì mình sẽ tháo dây ra, để mình test cho các bạn về cái tiếng kêu của nó, vì là cái tiếng kêu của nó ấy là mình rất là phê, nó khá là êm. Những người nào dùng cái con Dyson Supersonic rồi thì thực sự là không muốn mua một cái sản phẩm máy sấy tóc nào khác luôn. Mình dám khẳng định với cả các bạn một cái điều như vậy ấy. Ra dây điện này theo như mình đã biết thì nó dài khoảng tầm 2 mét, nó dài cho nên là các bạn cứ yên tâm là có thể tạo kiểu thoải mái. Các bạn có thể bê cắm một chỗ và bê đi khắp nhà cũng được, mình chịu vậy thôi. Các bạn lưu ý cho mình một cái thông tin thực sự rất là cần thiết của cái máy sấy Dyson này, nếu như mà các bạn mua, là các bạn phải mua cho mình điện 220V. Cái Dyson Sonic này nhá, nó chia ra làm hai bản, một bản là điện 110V và một bản là điện là 220V. Thì ở Việt Nam mình dùng tiêu chuẩn Việt Nam là dùng điện là 220V. Khi mà các bạn mua ở Việt Nam về ấy, thì các bạn phải mua điện 220 thì mới dùng được. Còn nếu như mà các bạn lỡ mua nhầm cái 110 rồi thì chắc chắn là các bạn phải mua một cái cục chuyển. Nó rất là to, nó to đến cái mức mà mình cầm vào nó rất là nặng, và đó là một cái sự cồng kềnh. Ví dụ khi mà các bạn muốn đi du lịch hoặc là các bạn đi đâu đó mà cần có máy sấy thì các bạn vác theo cả cục chuyển ấy luôn thì các bạn mới mang đi được. Còn nếu không, các bạn không mang cục chuyển đi thì cái máy sấy của bạn vô dụng. Mà nếu như các bạn cắm nhầm điện 110 và điện 220 ấy, thì thôi, tạm biệt cái máy sấy của các bạn luôn. Cho nên là đấy là một trong những cái lưu ý. Nếu như mà các bạn có mua cái máy sấy Dyson này, phải mua điện 220V. Còn đâu điện 110, bye. Cái máy sấy này nó đắt bởi vì là nó không sử dụng cánh quạt. Theo như mình đã biết thì nó sử dụng động cơ hoàn toàn là bằng lực đẩy thôi. Còn các bạn nó sẽ hút gió ở đây, nó sẽ hút gió ở dưới, sau đó thì đi theo đường ống này và đẩy lên trên qua cái lỗ này. Cái lỗ này chính chất thì để làm trưng thôi, có đẩy qua những cánh nhỏ ở đây. Các bạn có thể thấy là những cái đường mút nhỏ ở đây là dùng để thổi khí ra. Theo như mình thấy thì có thể là cái hoạt động này, cái hoạt động nguyên lý này nó khá là giống với hoạt động nguyên lý của một chiếc máy hút bụi, là hút lực sau đó thì đẩy ra. Mình thì thường là dùng hai cái này thôi, một cái to một cái nhỏ, nhưng mà chủ yếu thì mình là dùng cái nhỏ. Các bạn chỉ cần lắp rất đơn giản thôi, các bạn chỉ cần dí vào đây, nam châm tụ hút dí vào đây, vừa cắm xong. Bây giờ mình sẽ bật nó lên nhá, để cho các bạn có thể cảm nhận được cái lực của nó. Nó thực sự rất là mạnh, nó thực sự rất là lực luôn. Bạn bật ở đây, thực sự là nó rất chi là kinh khủng. Nó có bao gồm là 4 nút ở đây. Nút này là để chỉnh quạt, nút này là để chỉnh nhiệt độ, nút này là để chỉnh nguồn, và nút này là giữ, các bạn giữ thì khi mà các bạn đang sấy nóng thì các bạn muốn sấy lạnh thì các bạn giữ vào một lúc thì là nó sẽ sấy lạnh, còn không thì các bạn cứ lặp lại những cái nút đấy thôi là nó sẽ tự động ra những cái các bạn mong muốn. Cái nhiệt độ của cái máy sấy này ý, nó sấy lên rất là cao, nó thể sấy lên được tận 100 độ C. Một cái máy sấy mà có thể sấy lên được tận 100 độ C thì nó sẽ làm cho tóc của bạn khô lên rất là nhanh. Nếu như mình đọc quảng cáo không nhầm ấy thì là cái máy sấy này có thể làm cho tóc của mọi người khô hơn gấp 6 lần hay 60 lần ấy, mình không nhớ rõ. Một cái điều mà mình sấy của cái máy sấy xong mình không muốn dùng cái máy sấy khác ấy, là cái thứ nhất là lực mạnh, ép sai cực kỳ tốt. Các bạn chỉ cần dí vào đâu, dí vào chỗ nào mà các bạn cần ép, tóc ok tự ôm, không cần phải sử dụng tay hay lược, chỉ cần dí đúng vào như này thôi, tóc tự ôm luôn. Các bạn thấy nó đỉnh không? Còn cái thứ hai là tiếng nó kêu ra rất là êm, để mình bật lại cho mọi người cảm nhận được cái tiếng của nó nhá. Thực sự ấy, thì mình có một cái đánh giá là không hiểu tại sao khi mà các bạn lắp những cái đầu này vào ấy, các bạn sẽ cảm giác gió nó nhỏ đi, nhưng mà cái thời gian sấy nó rất là nhanh. Mình đã không hiểu tại sao nó có thể nhanh được đến vậy, mặc dù là các bạn lắp vào gió nhỏ đi rất là nhiều. Và có thể là trong thời gian tới thì đây sẽ là một chiếc máy sấy đồng hành với cả mình
trong xuyên suốt cả cái thời gian. Và tại sao mình lại bỏ tận 12 triệu chỉ để mua một cái máy sấy tóc, công dụng của nó cũng chỉ là làm khô tóc thôi. Thực sự thì đối với một số bạn không biết, có thể các bạn sẽ nghĩ mình thừa tiền, nhưng mà thực ra là mình thực sự rất là thích cái máy này. Câu chuyện là như thế này, ở khoảng 4 năm trước khi mà mình bắt đầu vào thích sắc vuốt tóc ấy, bắt đầu viết vuốt tóc, thì mình được mọi người trong cái group đó giới thiệu rất nhiều về cái máy sấy Dyson Subsonic này. Mình lúc đấy bảo quái lạ, không biết bao giờ mình mới có tiền mình mới có thể mua được cái máy sấy này đây, bởi vì là cái máy sấy này đắt, những người nào mua thừa tiền không có việc gì làm mới mua cái máy sấy rửa hơi này về để sấy. Nhưng mà đến 4 năm sau đến bây giờ ấy, mình thực sự rất là mãn nguyện khi mà mình đã mua được một chiếc máy sấy mơ ước của mình cách đây 4 năm. Thực sự thì mình chưa bao giờ mình nghĩ là mình sẽ mua cái máy sấy rửa hơi ở đâu, nhưng mà thực sự là khi cái mua cái đồ rửa hơi này về dùng ấy, thì mình mới thấy là nó không rửa hơi mà mình rửa hơi khi mình không mua nó sớm hơn. Hôm nào mà mình có dịp gặp mọi người thì mình sẽ mang đến cho mọi người test cái máy sấy Dyson Subsonic này, bởi vì là nó thực sự rất là đáng tiền. Và ở một cái clip trước ấy, mình đã nói là sẽ review cho các bạn về chiếc máy sấy Dyson Subsonic ấy rồi, nhưng mà rất là may mắn là cái máy sấy đấy của mình là máy fake. What the fuck? Một cái mình bỏ 12 triệu ra chỉ để mua một chiếc máy sấy tóc fake, và mình thực sự không hài lòng với điều đó. Thực ra thì mình biết phát hiện fake một hôm cũng rất là tình cờ thôi. Lúc đầu mình mua về nhá, mình check bảo hành, mình up bảo hành, nghĩa là mình kích hoạt bảo hành ở trên web của hãng ấy, vẫn ok, vẫn bình thường. Nhưng mà sau đó khoảng 4 tuần đến 5 tuần khi mà mình được tự dưng nhận được một cái Gmail của hãng Dyson gửi về là có thể cái sản phẩm này của mình bị fake. Và lúc đấy thì mình mới lập tức lên tất cả những cái trang web mạng và mình đọc, mình tìm hiểu, thì đúng là có cái Dyson fake này. Thời gian trước ở bên Trung Quốc có tuồn ra được một lô hàng fake Dyson, và mình không may mắn là mua phải cái máy sấy đó. Thì mình đã nhắn tin với cả người bán, và thực ra thì mình nghĩ là người bán không biết là người bán đã mua hàng fake đâu, cho nên là vẫn bán cho mình rất là bình thường thôi. Và khi mà mình nhắn tin lại thì vẫn refund lại cho mình đầy đủ số tiền, và mình chỉ tự động trừ 10%, bởi vì là cũng do một phần là mình đã từng sử dụng nó. Và bây giờ thì mình sẽ chỉ cho mọi người cách phân biệt máy sấy Dyson Subsonic AU và fake nó sẽ khác như thế nào. Đầu tiên thì về ngoại hình cũng như là cách đóng gói của cả máy sấy thì chắc là mình sẽ không nói nhiều, bởi vì là biết đâu các bạn lại mua một chiếc máy sấy không có bóc như sao, đúng không? Thì nó mình không thể nào mà nói được. Cái đèn thành phần chính của chúng ta nên check ở trên chiếc máy sấy này là đầu tiên sẽ là ở chỗ nút bật tắt này. Ở những trên chiếc máy AU ấy thì cái nút bật tắt này của nó sẽ có một cái vòng tròn bật tắt, còn ở trên chiếc máy fake không có cái điều đó. Và ở cái phần logo quạt này ở đây được in rất là đều, thực sự là nó nhìn rất là đều. Các bạn có thể, mình sẽ để ảnh ở đây cho các bạn có thể so sánh giữa hàng fake và hàng AU nó khác như nào. Và cái thứ hai là cái phần mút này, phần mút 500 này nó chặt hơn rất là nhiều so với hàng fake. Cái hàng fake ấy, thì cái 500 này nó chỉ hút tạm bợ thôi, kiểu như là dính vào cho xong thôi ấy. Còn cái hàng AU nhá, các bạn nghe tiếng nhá, mình giật ra rất là chặt, nó siêu siêu chặt luôn á. Đó là hai cách, đó là một số những cách chất cơ bản. Và ngoài ra thì khi mà các bạn bật tiếng lên thì cái tiếng của cái máy sấy AU này nó nghe nó sẽ mượt hơn. Còn cái máy sấy fake thì nó nghe nó cứ bị làm sao ấy, mình không biết miêu tả cho bạn như nào, nhưng mà mình thấy là nghe cái máy sấy fake nó không được chuẩn, nó không được tiếng, nó không được hay như chiếc máy sấy AU này. Cái máy sấy fake đấy nó tinh vi ở một cái chỗ là mình có thể lên web của Dyson để kích hoạt bảo hành, và bảo hành như một chiếc máy sấy AU nhưng mà lại không phải là một chiếc máy sấy AU. Và các bạn cũng nên phải cân nhắc và check kỹ càng khi mà bỏ 10 triệu để mua một chiếc máy sấy tóc như này, thì các bạn nên cân nhắc và có thể là mua ở seller uy tín. Nhưng mà thực sự thì mình đã hỏi một số những cái seller ở Việt Nam thì họ không bán cái máy sấy Dyson này nữa, họ đổi sang bán máy hút bụi, cho nên là các bạn cần phải rất là khó khăn mới có thể tìm được một cái chỗ mua máy Dyson hàng AU này. Bạn, và cái video này cũng chỉ là giới thiệu nhanh cho các bạn về chiếc máy sấy mới của mình, một cái món đồ mà mình đã mơ ước rất là lâu rồi. Và các bạn nếu thấy hay thì nhớ là đừng quên để lại cho mình một like, một share và một subscribe bên phía dưới. Và nhớ là đừng quên follow mình ở trên Instagram, ok? Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở cái vlog của năm 2021.